Hi, xin chào các bạn. Mấy hôm trước mình có đặt mua một chiếc máy xay nấu đa năng của Tefal, mã là BL83SD66. Dạo là gần đây mình cũng tập tành eat clean nên mình quyết định mua chiếc máy này về để nấu các loại sữa hạt. Ngoài ra thì mẹ mình có thể nấu các loại súp và em mình thì chế biến các loại sinh tố hoặc đá xay. Bây giờ để mình mở hộp ra xem bên trong có gì nha. Đầu tiên mình đánh giá là máy được đóng gói rất cẩn thận với hai lớp thùng cạc tông bảo vệ. Bên trên có in tem phụ với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, địa chỉ công ty và mã QR để bảo hành sản phẩm. Cuốn này theo mình dịch được là phiếu đảm bảo quốc tế. Còn một cái cuốn dày ở là dày tiếp theo, đó là hướng dẫn về an toàn máy xay gia nhiệt. Một chiếc bàn chải để làm vệ sinh máy. Một tờ hướng dẫn cách tháo lưỡi dao, cách lắp lưỡi dao. Và mặt bên kia là menu với 5 món nóng và 5 món lạnh. À, hiện tại Tefal có 3 dòng máy xay nấu đa năng, tuy nhiên chỉ có dòng máy này là có thể tháo và lắp lưỡi dao. Đây cũng là một trong những lý do để mình quyết định rinh em máy này về nhà. Tiếp theo là thêm một cuốn hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng máy. Có cả tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Hoa và các loại thứ tiếng khác. Theo hình vẽ này thì máy gồm có các bộ phận sau, để xem có đầy đủ không nha. Đây là phần nắp máy với thêm một cái nắp phụ nhỏ ở trên để có thể khuấy trong quá trình xay nấu. Có phần nhựa cao su mềm để chống trào nữa nè. Tiếp theo là một cái cốc nhỏ để đông nước. Một chiếc gậy để khuấy. Hình như cũng được làm từ nhựa ABS. Tiếp theo là một cái xô nhìn cưng ơi là cưng, dùng để hấp. Và đây một trong những thành phần chính của máy. Đây là chiếc cối xay, là mặt thủy tinh. Thủy tinh chịu nhiệt nha các bạn, rất là dày luôn. Ở dưới đấy là một lưỡi dao 6 cánh và đế kim loại, mình không biết là đế inox hay là đế nhôm, nhưng mà chắc là nó không rỉ. Để mình thử tháo rời cái lưỡi dao ra xem như thế nào nha. À được rồi nè các bạn, lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ. Rồi, cho em này qua một bên. Tới nhân vật chính tiếp theo, đó là thân máy. Chắc là vì cối xay công suất cao nên thân máy khá là nặng để có thể làm trụ đỡ. Màn hình cảm ứng xịn sò luôn nha các bạn. Mình sẽ để link mua hàng ở phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Đây là tất cả các bộ phận của máy sau khi mình khui ra. Do mình nôn đập hộp và test thử máy quá nên cũng chưa có mua nguyên liệu gì về để làm thử cả. Vậy nên chắc là mình sẽ dùng nước và test đầy đủ các chức năng để xem thử máy chạy như thế nào thôi nha. Hẹn các bạn lần sau mình sẽ thực hiện các món bằng chiếc máy xay nấu đa năng này. Các bạn đang lo lắng là toàn chữ tiếng Anh không đúng không? Nhưng mà không sao, vì bên cạnh đã có một cái chiếc tem phụ ghi bằng tiếng Việt rồi nè. Không có iPhone 14 để bóc tem thì mình bóc tem chiếc máy xay nấu đa năng của Tefal này vậy. Mình sẽ cho hai chén nước vào để test máy. Để video không bị quá dài, mỗi chức năng mình chỉ để cho nó chạy khoảng 10 giây để các bạn thấy được cách vận hành thôi nha. Các bạn nhìn đây, lúc mà mình chưa có gài nắp á, thì nó không có điện. Nhưng mà vừa gài vô á, thì điện nó đã sáng lên.
Máy công suất lớn nên việc ồn là hết sức bình thường nha các bạn. Các chức năng còn lại mình thấy thời gian khá là dài nên mình sẽ test các phím và thể hiện thời gian của cái chức năng đó. Chiếc máy xay nấu đa năng của Tefal này có dung tích là 1,75 lít, công suất của máy là 1.400 W. Tốc độ quay cực cao với 41.000 vòng trên phút, tích hợp 10 chế độ nóng và xay lạnh. Có cả chức năng tự làm sạch và đế có thể tháo rời. Hy vọng video này hữu ích cho các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp với gia đình của mình. Cảm ơn các bạn vì đã xem đến cuối video này. Thanks for watching. Subscribe for more video. Goodbye.